Trong phần này thì chúng ta sẽ nói lại một chút về Even và Cobalt nhé. Thì cái yêu cầu bắt buộc này, chúng ta sẽ phải học lại về Even và Cobalt ở trong cái phần xi thăng. Trong cái phần xi thăng này hình như là buổi thứ 10. Đây, buổi thứ 10. Trong này thì mình đã nói rất là kỹ rồi những cái vấn đề liên quan đến Even. Ví dụ như là delegate, rồi là Multi delegate khái niệm Cobalt đó. Thì các bạn học thì các bạn sẽ phải là học lại cái phần này cho chắc để mà chúng ta làm vào những cái game tiếp sau đây. Tại vì những cái game tiếp sau đây thì chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều đến những cái phần này ha. Rồi, sau khi mà các bạn học lại cái phần này và quay lại cái video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi lượt qua một chút về cái event và callback để chúng ta có thể là nhớ lại nhé. Thì chúng ta hình dung một cách trực quan này, event nó giống như là một cái điểm neo. Chúng ta có thể gắn nhiều phương thức vào cái điểm neo này. Đó, khi điểm neo này chạy, tức là cái thằng event này nó chạy thì nó sẽ kéo theo những cái phương thức được gắn vào nó cũng sẽ chạy theo. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào code để mà chúng ta có thể là hình dung nó trực quan nhé. Thì chúng ta vào code này. Chỗ này chúng ta sẽ tạo ra một cái sweep. Sweep này mình sẽ đặt tên là event demo chẳng hạn, đó. Như này. Chúng ta sử dụng event thì chúng ta sẽ có hai cái loại event, hai cái cách để mà chúng ta sử dụng event. Đầu tiên thì chúng ta có thể sử dụng event từ cái hệ thống của cái thằng Unity Engine. Chúng ta sẽ có là Unity event như này. Đó. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái event từ cái hệ thống system. Chúng ta sẽ có là action. Đó. Hai thằng này nó như nhau. Nó như này. Nhưng mà bên cái Unity Engine nó nói rằng là cái hệ thống event của nó ấy, thì nó sẽ chậm hơn cái hệ thống của cái thằng system này một chút ha. Đối với những cái game nhỏ thì chúng ta sẽ không thể thấy cái sự thay đổi. Nhưng mà với những cái game lớn thì họ khuyên là chúng ta nên dùng cái hệ thống event của cái system này. Đó là cái action. Thì ở đây cái game của chúng ta nó không lớn, do vậy là chúng ta sử dụng cái thằng Unity Event cho nó dễ nhé. Chúng ta sẽ có là Unity Event. Đó. Trong đây thì chúng ta sẽ đặt tên ví dụ như là on demo event như này. Đó. Một cái event là on demo event. Thì khi mà chúng ta tạo ra cái event như thế này thì chúng ta đã tạo ra một cái điểm neo rồi. Đó, điểm neo. Và bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn neo những cái phương thức khác vào trong cái thằng đây, cái thằng on demo event. Chúng ta tạo ra một vài cái phương thức nhé. Chúng ta sẽ có private void method one. Đó. Chúng ta sẽ có là debug.log method one nó như này. Chúng ta sẽ copy paste cho nhanh nhé. Method two nó như này. Và bây giờ chúng ta sẽ neo này, chúng ta sẽ neo này. Chúng ta sẽ có là onEnable. OnEnable chúng ta viết code neo ở đây. Chúng ta sẽ có là on event, on demo event. Chúng ta sẽ có là chấm add listener. Đó. Add listener này là chúng ta dùng để mà chúng ta neo cái phương thức vào trong một cái event nhé.
còn cái thằng action ở thằng system thì chúng ta lại dùng cái dấu cộng thay cho cái thằng add listener này. Thì ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ neo cái thằng method 1 vào đây. Method 1. Đó, chúng ta neo tiếp on demo action à, on demo event chấm add listener method 2. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt cái event này ở cái phương thức start nó on demo event chấm invoke. Invoke này có nghĩa là chúng ta sẽ kích hoạt cái điểm neo này cho nó chạy đó. Thì khi mà cái điểm neo này chạy thì nó sẽ kéo theo hai cái phương thức kia nó sẽ chạy đó. Chúng ta vào đây, chúng ta tạo ra một cái đối tượng game object mới này, chúng ta đặt tên là demo object đó như này. Thì chúng ta sẽ add cho nó cái event demo vào đây đó. Bây giờ chúng ta sẽ chạy nhé. Đó, chúng ta sẽ thấy rằng là nó log ra method 1, method 2. Đó, trong khi đó thì chúng ta sẽ chưa gọi cái method 1, method 2 ở chỗ nào. Đó, hai cái phương thức này chúng ta chưa gọi. Nhưng mà chúng ta đã neo vào cái sự kiện là on demo event. Thì bây giờ khi mà chúng ta chạy cái on demo event thì tất cả những cái sự kiện được neo vào đây nó sẽ chạy theo đó như này.